Đủ rồi, tôi không muốn phí thời gian của mọi người nữa. Tôi cảm thấy bác sĩ Đường Minh là lựa chọn tốt nhất. Bên cục y pháp cũng không có vấn đề gì. Nếu như hoài thì có nghi ngờ, chúng ta cứ dựa theo quy định của bệnh viện. Các gì ở đây đều là cấp quản lý của Minh Thành Bắc. Nếu có hơn nữa số ủng hộ. Hoài thì tôi hy vọng anh gạt bỏ thành kiến, cố gắng hợp tác cùng bác sĩ Đường Minh. Thiểu số phục tùng đa số, nếu đa số đồng nghiệp đều tán thành, đương nhiên tôi không phản đối. Nếu như có đồng nghiệp nào phản đối, có thể giơ tay bỏ phiếu. Đen Khiền, Khay Khay, hai người làm cái gì vậy? Chẳng phải trước đó nói chuyện rồi sao? Quỷ nhiệm Đường Minh không có vấn đề gì mà. Lúc nãy Hoài Tì nói đúng lắm. Quỷ nhiệm một vị trưởng khoa, điều kiện tiên quyết, dù sao cũng là kỷ luật. Thật ra nội bộ ngoại lồng ngực chúng ta cũng có bác sĩ giỏi, thăng chức người trong nhà, dù sao cũng đỡ hơn đưa một bác sĩ bên ngoài vào. Tôi cũng cảm thấy Kenneth là một ứng viên thích hợp. Xin lỗi nha, bác sĩ Đường Minh. Không sao, tôi hiểu mọi người lo lắng chuyện gì. Nhưng tôi là bác sĩ bấy lâu, chưa bao giờ có chuyện gì nương theo quy định thay đổi nguyên tắc của mình đâu. Qua đi, có cơ hội sẽ hợp tác. Thành thật xin lỗi. 7 phiếu với 7 phiếu cộng thêm một phiếu phản đối này của tôi, không thể hợp tác với anh cùng một bệnh viện. Bác sĩ Lữ, không cần lo lắng quá. Đối với ứng viên cho chức vụ này, sau khi tôi và Mạc Tinh bàn bạc xong, quyết định xong rồi, sau đó sẽ báo với ông. Ủa, tụi máu không thể cầm nhanh như vậy. Bác sĩ Phương, bây giờ ở dưới đó tình hình thế nào? Tôi mới khâu xong phổi cho bệnh nhân thì phát hiện ra anh ta có một ổ tụ máu rất lớn. Tôi phải làm gì để qua đi? Bệnh nhân xuất hiện nhịp tim nhanh trên thất, lập tức tiêm 10mg ATP cho anh ta. Sư phụ à, thật sự xảy ra chuyện gì? Sao huyết áp của bệnh nhân không thể tăng lên được gì? Bác sĩ Đường Minh, anh cảm thấy xuất hiện vấn đề gì? Tôi tin chắc do máu chảy ngược vô phổi tạo ra một ổ tụ máu rất lớn. Phải lập tức cắt bỏ lá phổi dưới trái. Bác sĩ Phương, ổ tụ máu lớn cỡ nào? Có lẽ rộng khoảng 2/3 lá phổi dưới trái. Sư phụ à, lần này là lần đầu tiên bác sĩ Phương mổ chính, cắt bỏ lá phổi dưới trái, chưa chắc cô đảm đương nổi. Tình trạng này của bệnh nhân đã hơn 20 phút rồi, 30 phút sau Kenneth mới tới. Hay là để Đường Minh tiếp nhận đi. Để tôi tiếp quản. Nhóc Đức, làm phó cho tôi. Hoài Tì, ca mổ này phải nhờ bác sĩ bên ngoài đảm nhận. Đúng quy định sao? Viện trưởng, những lúc này quy định quan trọng hay sinh mạng quan trọng hơn? Bệnh viện có quy định rõ ràng, không có quy định thì thiên hạ đại loạn. Câu đó Hoài Tì vừa mới nói. Nếu muốn bác sĩ Đường Minh làm ca mổ này, trừ khi anh ta là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực của Minh Thành Bắc. Là bác sĩ của Minh Thành Bắc hay không quan trọng như vậy sao? Cứu người quan trọng hơn. Bác sĩ Đường Minh, tôi ủng hộ anh gia nhập Minh Thành Bắc chúng tôi. Bây giờ 8 phiếu đối với 7 phiếu. Anh chính thức trở thành bác sĩ trưởng khoa ngoại lồng ngực của Minh Thành Bắc chúng tôi. Cảm ơn Hoài Tì. Tôi làm được rồi chứ. Bây giờ anh là bác sĩ trưởng khoa của khoa ngoại lồng ngực bệnh viện chúng ta. Đương nhiên có quyền rồi. Cố gắng lên. Nhóc Đích. Bác sĩ Tô, đây chắc không còn vấn đề gì nữa, con có thể về khoa cấp cứu. Lữ Trọng Học, tôi không ngờ ông hèn đến nỗi có thể dùng mạng người để uy hiếp tôi cho Đường Minh gia nhập. Ông có biết nếu tôi không đồng ý, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào không? Nếu kêu tôi thi sống dài với anh, chưa chắc tôi đấu lại anh. Nhưng thời gian sắp tới, có thể tôi sẽ chối bỏ lương tâm, chơi luôn trò này với anh. Ông muốn ngăn cản phương án cải cách, tôi hiểu. Nhưng mà ông đưa Đường Minh vào đây có ích sao? Cản tôi được sao?
tôi cũng muốn biết được hay không. Bác sĩ Phương, bây giờ bác sĩ Đường Minh xuống tiếp nhận ca mổ này. Bác sĩ Đường Minh, huyết áp bao nhiêu? Cách đây 5 phút mới tiêm 10mg ATP, bây giờ huyết áp 90/77, nhịp tim 120. Bây giờ bắt đầu cắt bỏ lá phổi dưới trái của bệnh nhân. Phải cắt thật sao? Không thể giữ lại được hả? Nếu ổ tụ máu tiếp tục phình ra, sẽ chèn lên lá phổi trên và tim. Giao điện. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính là quyết định cuối cùng. Bác sĩ Đường Minh nói làm gì phải làm theo. Martin, Whitey, báo cho anh biết, ủy ban chúng tôi nhất trí thông qua chính thức ủy nhiệm Đường Minh trở thành bác sĩ trưởng của khoa ngoại lồng ngực Minh Thành Bắc chúng tôi.